bye. Đúng rồi. Bye. Em nói không có giá mà. Là lấy 33 đúng không? Hai chiếc lần lượt lượt luôn á. À, chắc không? Là chắc cái này lấy 33 đúng không? Là không phải lấy của em đúng không? Đúng rồi. Là bây giờ chắc chắn là lấy 33 đúng không? Em nói anh có giá mà. 33 hả? Ừ. Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì mình mới đọc được một comment của một bạn là kêu mình mượn của ai 10 triệu đi, về nói là đi lái máy bay về được 10 triệu để mà đồ cấp mâm đó mọi người. Đấy. Thì mình mới đi mượn của mẹ mình 10 triệu đó mình quay video mọi người. Đó. Thì lát nữa về mình sẽ đi vô phòng, mình để vợ mình đi ra ngoài, xong rồi mình sẽ đặt gốc quay xong, rồi mình sẽ ngồi đếm tiền để cho vợ mình thấy nha. Rồi sau đó mình sẽ nói là cái số tiền này mình đi lái máy bay về được 10 triệu nha mọi người. Đấy, để mà độ cộng mong nha mọi người. Đó, để xem phản ứng vợ mình như thế nào nha. Ok, vô. Ok mọi người nha, tiền đây nha mọi người. Đấy, tiền này là tiền của mẹ mình nha. Chứ mình không có đi lái máy bay nha mọi người. Mình không có dám lái máy bay đâu, lái máy bay nó chặt cái đầu mình chết luôn á. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đợi vợ mình vô nha. Đi đâu rồi, đi ra ngoài cầu hay vậy? Đấy, bây giờ mình ngồi đây mình gần, khi nào vợ mình vô, gần vô tới cái mình đếm nha mọi người. Ok, vô. A few moments later. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 Rảnh quá à, lấy tiền ta ra đi. Trả lại. Ủa, làm cho vậy? Trả lại trời. Trả gì? Tiền em sao trả? Chứ tiền ai? Ủa anh nghĩ tiền anh hả? Cái tiền này là tiền 10 triệu anh đi đổ một cặp mâm. Ai cho anh? Đi lại, em nói không có cho là không có cho. Đừng có tự ý lấy như vậy, hiểu không? Ủa anh cần em cho hả? Thì em không cho nó bây giờ anh mới lấy nè. Đi ra ngoài coi đi. Coi gì? Em coi tiền em coi. Có mẻ đồng nào không? Cái tiền này là cái tiền đánh đổi cả tấm thân thể của anh. Mẻ làm chó. Đúng rồi, mẻ làm chó. Đi đi, đi coi đi. Mẻ làm chó. Đúng rồi. Trời ơi, đâu ra khơi khơi cái tiền ta vậy? Sao rồi? Ủa? Ủa cái gì mà ủa? Trời ơi, cầm tiền nó sung sướng gì đâu á. Ơ mát quá. Sung sướng bản thân. Lấy đâu vậy? Sung sướng bản thân mà còn có tiền nữa, ngộ mẹ ơi. Lấy đâu vậy hả? Lấy cái gì? Lấy tiền. Thì anh nói với em rồi em. Anh mượn ai đúng không? Tôi mốt người ta đòi em có trả đâu nha. Ừ vậy thì em ngồi đây em đợi tới Tết coi có ai lại đòi không. Chứ tiền. Ồ mắc đâu? Cười em quá à. Thì em nói anh không có giá nè. Nè. Bây giờ em thấy chưa? Em hối hận chưa? Là đi làm gì? Làm gì mới được nhiêu tiền đây? Lấy máy bay. Thiệt không? Ờ vậy chứ tiền này đâu? Máy bay. Ừ. Máy bay mời 10 triệu. Đúng rồi. Máy bay. Đúng rồi. Em nói không có giá mà. Là lấy 33 đúng không? Hai chiếc lần lượt lượt luôn á. À đù. Chắc không? Là chắc cái này lấy 33 đúng không? Là không phải lấy của em đúng không? Đúng rồi. Là bây giờ chắc chắn là lấy 33 đúng không? Em nói anh có giá mà. Máy bay hả? Ừ. Buông ra. Giờ nói chuyện đàng hoàng đi. Mình nắm tay. Giờ ngồi đây nói chuyện đàng hoàng. Đứng ra. Stop. Thấy rồi đó. Thấy rồi. Anh nghĩ sao? Anh làm mình không đi vậy? Anh nghĩ sao vậy? Anh làm chuyện thằng lao. Mà anh coi được hả? Anh làm gì mà anh coi được hả? Nghĩ sao gì cái cọc không xe cũ? Vô duyên à. Ủa sao em nói không có giá đã vậy em nói? Anh nghĩ sao vậy cặp mâm xe mà anh làm gì hả? Anh nghĩ sao anh bóc thử em vậy hả? Anh làm gì? 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 Anh
Tiền của ai? Tiền của ai? Ủa em nói không có giá, em sỉ nhục anh, nói anh nói không có giá vậy em hối hận chưa? Ủa anh làm gì đó hả? Anh làm gì mà có được? Anh làm gì mà có được đó hả? Hả? Đâu? Buông ra. Đứa nào nói không có giá, đứa nào. Ủa anh nghĩ sao? Được. Ủa em nói làm đi làm liền hả? Anh nghĩ sao anh đi làm vậy vậy hả? Nói đừng động tay được không? Tức cái mình á. Trời ơi con người gì mà ngu dữ vậy? Ngu mà còn lì nữa. Ủa em sỉ nhục anh mà. Em nói anh không có giá mà. Em nói anh có tí tẹo mà. Rồi sao? Rồi em nói gì cái anh đi làm vậy đó hả? Anh khùng nhựa thôi chứ. Ê, đánh hơi bị nhiều luôn á. Rồi sao? Ủa? Anh là anh thấy nhiều lắm anh làm gì sai đúng hả? Anh thấy làm đúng không? Anh không nhìn em rồi sao? Hả? Tao mét mẹ anh. Ủa mét đi, bây giờ em mét ngược lại coi ai đuổi ra khỏi nhà biết liền à. Nghĩ sao ngày mới em mét mẹ em. Em nói anh mua cái cặp mâm xe cũ mà tới 10 triệu lận. Mà anh còn làm gì? Anh còn làm gì? Anh còn làm gì nữa? Anh thấy có được không? Vậy sao hả? Không cho. Đã nói là bây giờ dịch tùm lum hết trơn á, không có đi đâu hết trơn á, mà nghĩ sao mua cái cặp mâm xe cũ thôi mà 10 triệu. Anh rảnh quá à, dư tiền quá à, phung phí. Điếc lỗ tai. Điếc lỗ tai nè, ai biểu làm gì? Ai biểu không cho. Thì chừng nào hết dịch đi, chạy nhong ra ngoài đường đi rồi ta cho. Bây vậy giờ dịch tới cậu chiếc xe trong nhà không à. Vậy sao không nói? Đã vừa hỏi người ta rồi, ta nói hết dịch rồi. Đi lỗ tai quá. Rồi biểu làm chứ gì? Ủa anh làm gì mà anh coi được với em hả? Anh nghĩ sao anh làm ba cái trò gì mà thấy ghê? Thấy ướm cái ghê kìa. Thái độ gì vậy hả? Thái độ gì? Em khinh thường anh giờ em hả? Em hối hận chưa? 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 Hối hận gì em không quýnh anh nè. Bạo lực gia đình hả? Còn bây giờ sao hả? Anh làm gì mà anh coi được hả? Anh nói thử em gì mà anh coi được hả? Nín nín nín. Nín gì mà nín? Ủa anh hay làm gì anh làm chồng đúng không hả? Em nói vậy thôi có cần anh phải đi làm vậy không? Anh muốn thể hiện cho em thấy là anh có giá. Nhìn muốn chặt bỏ luôn á trời. có giá nè. Em nói anh không có giá mà giờ em hối hận chưa? Hối hận là gì? Hối hận đi, em nói em hối hận đi. Hối hận không? Hối hận không? Đi ra ngoài, đi ra ngoài luôn. Đừng cái đó. Đi ra ngoài ngủ, lẹ lên. Sao? Tự cứ ngủ lại nha. Đi ra ngoài luôn. Làm gì vậy? Nhìn trước con mắt. Em ra. Ủa em không thích ngủ anh thì em có thể ra ngoài mà. Cái là phòng của em, bắt nói gì em phải ra ngoài em ngủ mũi. Đây là phòng của Trung. Ê đừng có đá nha. Bố mày nhìn mình nhiều lắm nha. Không nhìn mình làm gì em? Hả? Bố mày đá lại sức của hàm ấy. Đá đi. Anh đá sức của hàm em đi. Anh thử anh đá cái này tới cũng chuyện nhanh liền đó. Cừ cái gì mà cừ. Cừ. Anh giỡn á. Giỡn thì căng quá rồi, người ơi. Ủa sao? Người ghê là ghê gì? Anh thật anh luôn vậy quá không? Sao? Thái độ gì vậy hả? Sao? Thái độ gì vậy em vậy hả? Thái độ gì vậy? Em tao nói chung giỡn rồi mà. Giỡn gì mà giỡn? Nhìn ngớ con mắt. Đi ra đi. Bực bội. Giỡn mà tiền của mẹ. Tiền mẹ lấy làm gì? Anh mượn á, anh chọc. Mượn làm gì? Anh mượn anh chọc em ấy. Rảnh quá à. Anh biểu không cho. Thì nó hết dịch đi cho. Cho trước đi. Không. Gắn tao nhìn hàng ngày cũng được gì. Không. Khỏi anh chạy. Không. Không tin đi lấy. Đi đi. Thử anh lái thử đi. Ê. Ê mới hồi nãy đứa nào hỏi bây giờ kêu đi. Bây giờ đi đi nghe. Bây giờ đi đi. Em khỏi vô nhà luôn. Em nói trước bây giờ anh đi một cái là anh khỏi vô nhà luôn á. Tuy cái này á là nhà anh là con trai ruột. Nhưng mà anh đi một cái đi anh khỏi vô nhà luôn. Bây giờ em báo cái là anh bị bắt đi cách ly luôn đó. Mà mắc gì có bị đâu mà cách ly. Thì em nói anh đi nhong nhong ngoài đường. Em mà không cho anh hả? Anh đi nhong nhong ngoài đường nó phạt 15 triệu em còn mắc hơn. Thôi em không có đóng. Em kêu nó phạt anh luôn, bắt anh đi luôn. Em nói anh nó tiếp xúc với người ta.
Trời chơi ác gì? Ai biểu? Cứ ngu, lì. Nói không nghe, lì như chó. Có chắc là tiền mẹ không? Tiền mẹ đưa đây. Sáng em trả. Phải tiền mẹ không? Nghĩ sao nghĩ, nếu có tiền đổ xe. Nghĩ sao nghĩ không? Ê, nói thôi đừng động tay em chân nha. Ngứa con mắt. Bây giờ một là đưa, hai là ra ngoài ngủ. Bây giờ muốn sao? Tiền mẹ sáng em đưa mẹ. Em đưa. Khỏi có anh đưa đâu. Ê, vậy đi ngoài ngủ. Không được, đưa ngoài đi. Tiền đứa ngủ bên. Khỏi. Làm gì hả? Dạ lên. Chưa thấy con vợ anh không giữ gì vậy. Rồi đó. Sao? Anh hối hận không? Ok mọi người nha. Đấy. Tại giờ mình nó làm căng quá mọi người. Thấy cái mặt nó quạo căng quá. Tôi không dám nhây nữa sợ nó đánh tôi chắc chết luôn á mọi người. Đấy. Thì chắc mọi người coi cũng chưa có đã đúng không? Đấy thì thôi xin lỗi mọi người đi. Thì hẹn mọi người cái sự kiện khác đi. Đấy, cái màn tròn khác đi. Mình sẽ cố gắng mình sẽ nhây lâu hơn nha mọi người. Để cho mọi người cười thả ra luôn. Đấy. Ok, thì video mình tới đây cũng kết thúc nha mọi người. Thì hồi nãy mình cũng có nghe nói là khi nào hết dịch nó sẽ cho mình tiền để đi đổ cặp mâm. Để bây giờ mình đợi tới khi mà nó hết dịch coi có được cặp mâm không nha mọi người. Ok, thì hẹn mọi người ở clip đằng sau nha. Nếu mọi người thấy hay hãy nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip đằng sau nha. Bye bye.